Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dòng Trơm tổ chức lễ đón nhận bảng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, sự kiện Gò Tranh. Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hào, đại biểu các sở ngành tỉnh, huyện cùng chính quyền địa phương. Địa điểm Gò Tranh tại xã Tân Lợi Thạnh, huyện Dòng Trơm vào ngày 23 tháng 7 năm 1968 đã ghi dấu một trận đánh lớn của tiểu đoàn 516 và tiểu đoàn 5 cùng quân dân huyện Dòng Trơm. Trong trận đánh này, quân ta đã bắn rơi tại chỗ 7 chiếc trực thăng, bắn hư 5 chiếc khác, tiêu diệt hai đại đội thuộc trung đoàn 10, sư đoàn 7, bộ binh ngụy, bẻ gãy cuộc hành quân đánh vào căn cứ cách mạng ở Dòng Trơm. Di tích của sự kiện chiến thắng Gò Tranh ngày nay có tổng diện tích 301,7 m². Đây là khu vực trung tâm của trận đánh ngày xưa, hiện được khoanh vùng để đặt công trình bia lưu niệm nhằm tôn vinh chiến công và sự hy sinh anh dũng của quân dân ta. Di tích thể hiện tình đoàn kết, sự hy sinh cao cả của quân dân Bến Tre trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Dù hiểm nguy, gian khổ, nhân dân nơi đây vẫn không sờn lòng. Thì ký ức của tôi thì năm 1968 thì mở trận cuộc Mỹ nó đổ tiểu đoàn Mỹ trung đoàn 10 sư 7 thì xuống đây thì cái đó gặp ta một kích đánh diệt và tiểu đoàn 2 đại đội bắn nhiều rất nhiều máy bay. Nhưng mà hôm nay đưa vào di tích này tôi thấy cũng rất phấn khởi cho những anh em chiến sĩ mà hồi trước tiểu đoàn 516 còn lại hôm nay và những người nằm xuống đây cũng rất tự hào về cái di tích này được đưa vào lịch sử của cấp tỉnh. Thì rất phấn khởi là mình để mong sao con cháu sau này để thấy cái di tích này để có cảm xúc để gìn giữ rồi tôn trọng sửa chữa rồi tu bổ để cái di tích này có đời sau con cháu nó hiểu rõ ông cha ông đi trước đổ xương máu xuống đây mà con cháu bây giờ có hưởng được hôm nay. Bia lưu niệm chiến thắng Gò Tranh được khởi công ngày 21 tháng 1 năm 2021, hoàn thành ngày 2 tháng 9 năm 2021. Bia làm từ đá tự nhiên nguyên khối. Mặt trước bia tóm tắt sự kiện chiến thắng Gò Tranh ngày 23 tháng 7 năm 1968. Sự kiện chiến thắng Gò Tranh được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh thuộc loại hình lịch sử tại quyết định số 2978 ngày 21 tháng 12 năm 2023. Thì bản thân tôi thì rất tự hào khi địa phương thì có di tích bia Gò Tranh thì được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Thì bản thân tôi thì cũng tiếp tục cố gắng phấn đấu để phát huy cái truyền thống của cha anh. Đồng thời thì giáo dục cho các em thiếu nhi thì tiếp tục noi theo gương truyền thống cũng như là cố gắng phấn đấu xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Địa điểm Gò Tranh được giao cho Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi Thạnh quản lý. Vào dịp lễ Tết, chính quyền địa phương tổ chức về nguồn, dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan xung quanh di tích. Đây là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống đầy tự hào cho thế hệ trẻ của địa phương.